Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia kèo Europe đến từ tựa game NFT Moon Monster. Thì để tham gia vào kèo Europe lần này thì chúng ta sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì chúng ta sẽ mở trang Telegram lên và các bạn nhấn vào nút Start để chúng ta bắt đầu chat với bot. Trong kèo này thì chúng ta sẽ nhận được đó là chúng ta sẽ có tổng phần thưởng đó là 150.000 token MOO sẽ chia đều cho 2.000 suất random và 50 suất dành cho top rapper. Đó thì mỗi suất random thì sẽ nhận được 70 cái đồng token MOO và top rapper thì sẽ nhận được là 200 token MOO. Và hiện tại thì mỗi token đang được định giá là 0.06 đô. Kèo Europe này thì sẽ phân phối cho chúng ta sau 2 tuần sau khi mà TGE. Rồi tiếp theo thì ở đây các bạn sẽ nhập thì mã captcha cho mình. Mã captcha này thì các bạn sẽ điền vào thôi. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào Enter. Tiếp theo thì nó sẽ hiện lên cái phần như thế này. Thì đây các bạn sẽ nhấn tiếp cho mình vào cái phần đó là Continue. Rồi. Sau đó thì nó sẽ hiện lên cái nhiệm vụ để chúng ta tham gia. Thì nhiệm vụ đầu tiên là các bạn sẽ join vào kênh Telegram Channel và Telegram Group của dự án. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào, sau đó chúng ta nhấn vào phần Join Group. Và các bạn lưu ý với phần Join Group ở trên cái kênh này thì các bạn sẽ cần phải làm một cái bước nữa, đó là chúng ta nhấn vào Click here to prove your human để xác minh các bạn là con người chứ không phải là robot. Đấy thì các bạn sẽ click vào, đấy thì đây nó sẽ tự hiện lên. Và nếu các bạn đã nhắn tin được trong cái nhóm chat thì tức là chúng ta đã join vào thành công. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ join vào kênh channel để cập nhật thông tin về dự án. Thì mình thấy cái channel Telegram của dự án thì nó cũng đã khá là đông thành viên. Đấy, đây là một số cái giao diện ở trong cái tựa game này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ thứ hai, đó các bạn sẽ follow Twitter, retweet Pinpot và tag thẻ ba người bạn. Ok, chúng ta sẽ mở cái trang Telegram ra. Ở phần này thì các bạn sẽ nhấn vào phần follow. Sau đó các bạn sẽ lướt xuống phía dưới, chúng ta thả tim và retweet cái bài mà hiện tại nó đang được ghim ở đây nhé. Ok, thì các bạn sẽ nhấn vào phần quote tweet. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải tag thẻ cho mình 3 bạn bè. Thì mình sẽ lấy những cái bạn bè mà mình thường xuyên chia sẻ nhé. Thì nếu bạn nào chưa follow cái kênh Twitter của mình thì các bạn có thể gõ cái username trên phần search Twitter để chúng ta follow. Cũng như là vào lấy các cái bạn bè mà mình thường xuyên tag thẻ đây. Đó. Thì các bạn cứ tag đi 3 bạn bè, sau đó mỗi cái kèo thì các bạn đều vào để chúng ta lấy nhé. Thì nó sẽ rất là tiện hơn cho chúng ta. Rồi các bạn dán 3 bạn bè vào, sau đó các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới, chúng ta nhấn vào phần tweet. Tiếp theo là các bạn sẽ quay lại cái trang chatbot. Ở đây các bạn làm tiếp cho mình nhiệm vụ tiếp theo, đó là chúng ta sẽ join vào kênh Discord của dự án. Ở đây các bạn sẽ mở kênh Discord ra. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào phần chấp nhận lời mời. Ok, và như vậy là chúng ta đã join vào thành công. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ join vào cái kênh quảng cáo và follow kênh quảng cáo kèm với retweet cái bài đăng liên quan ở trên trang Twitter. Thì đầu tiên chúng ta sẽ join vào kênh quảng cáo, đó kênh Europe Inspector. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow cái kênh Twitter của cái kênh quảng cáo, đó là kênh Europe Inspector luôn nhé. Đấy thì bạn nào chưa follow thì chúng ta có thể follow ở đây. Sau đó các bạn có thể vào lại cái trang chatbot này. Ở đây thì nó không để cái bài chúng ta cho chúng ta retweet nên là buộc các bạn sẽ phải tìm ở trên này nữa. Chúng ta sẽ tìm cái bài liên quan tới cái dự án. Ok. Cái bài liên quan tới cái dự án mà chúng ta đang làm nhé. Ok, thì mình đã tìm kiếm nhưng mà mình không thấy cái bài liên quan đến cái kèo này. Nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái nhiệm vụ này nhé. Ok, thì cái nhiệm vụ join vào các cái kênh Twitter và follow như thế này, đây là các cái nhiệm vụ option thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm thêm một số cái nhiệm vụ như là join vào kênh YouTube này, subscribe kênh YouTube Mo Monster và kênh quảng cáo like share. Thì đây chúng ta chỉ cần follow thôi. Ở đây thì mình sẽ làm follow thôi, mình không chia sẻ đâu nhé. Còn nếu bạn nào chúng ta thích chia sẻ thì các bạn chia sẻ thôi. Bởi vì mình theo mình thì ở đây nó sẽ không kiểm tra được cái bài mà chúng ta đã like hay là share hay chưa, mà chỉ cần các bạn đăng ký là được. Rồi sau khi chúng ta đăng ký hoàn thành xong các cái nhiệm vụ còn lại thì các bạn sẽ nhấn vào phần Submit Detail. Ở phần này thì các bạn sẽ cần khai báo cho mình thêm một số thông tin nữa. Đây chúng ta sẽ nhấn vào phần Done này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ khai báo cái thông tin tài khoản Twitter của chúng ta. Thì các bạn sẽ vào lại trang Twitter. Các bạn vào cho mình phần Profile. Phần này thì các bạn sẽ copy cái, ở đây thì nó yêu cầu là đường link nhé. Các bạn chú ý Profile Link.
Đó thì chúng ta sẽ lấy đường link, các bạn sẽ copy cái đường link Twitter cá nhân của chúng ta vào. Sau đó các bạn dán vào cái trang chatbot, nhấn Enter. Tiếp theo chúng ta sẽ submit, điền cái link Discord của chúng ta. Thì các bạn sẽ vào lại trang Discord này. Các bạn sẽ để ý cho mình cái biểu tượng phía dưới góc trái màn hình. Ở đây thì các bạn chỉ cần click vào thì nó sẽ tự động sao chép. Và đây cũng chính là cái username của chúng ta. Rồi sau khi sao chép chúng ta dán vào, nhấn Enter. Cuối cùng thì nó sẽ hỏi các bạn là đã subscribe cái kênh YouTube và channel, cũng như là kênh YouTube và channel của cái kênh Mo Monster, cũng như là cái kênh YouTube của kênh liên kết, và submit cái username YouTube hoặc là link channel. Ok, mà nếu các bạn không làm thì chúng ta nhấn skip để bỏ qua luôn. Ok, thì đây mình vẫn điền vào, vì lúc nãy mình đã đăng ký hai cái kênh này rồi nên bây giờ mình sẽ điền vào. Thì các bạn có thể điền cái tên YouTube của chúng ta. Đấy, điền tên YouTube. Rồi, tiếp theo là nó sẽ hỏi các bạn là bạn đã join vào cái kênh liên kết là kênh Europe Inspector chưa? Thì lúc nãy chúng ta đã hoàn thành nên là chúng ta nhấn Done. Tiếp theo, đã follow kênh Twitter Retweet chưa? Thì các bạn nhấn Yes. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ điền địa chỉ ví BEP20. Với địa chỉ ví BEP20 ấy, thì các bạn có thể lấy địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Các bạn sẽ copy địa chỉ ví. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dán vào đây, nhấn Enter. Và cuối cùng thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể copy cái đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thể nhận được thêm token. Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và nếu bạn nào còn chưa join vào cái group Europe kiếm tiền online CCA channel của mình thì các bạn có thể join vào đây để chúng ta cập nhật các cái thông tin. Hoặc là các bạn có thể join vào đây để chúng ta trao đổi thảo luận, cũng như có những cái thắc mắc gì thì các bạn có thể là vào đây để chúng ta chat với nhau. Còn có một cái kênh thứ hai là kênh channel, thì mình sẽ thường xuyên cập nhật cho các bạn các cái kèo Europe mới nhất ở trên cái kênh channel này của mình. Đấy, để chúng ta kịp cập nhật các cái kèo mới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.